Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hiểu về Tâm trí. Vào ngày 8 tháng 4, bạn sẽ có cơ hội phi thường để chứng kiến và đắm chìm trong một hiện tượng vũ trụ mà nhiều người chưa từng được trải qua trong cuộc đời mình. Một trạng thái của nhật thực toàn phần. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không chỉ ra cho bạn về 5 điều bạn cần phải tránh. Và bên cạnh đó, khi bạn gần đến với một nhật thực toàn phần như vậy, bạn còn hiểu được lý do đằng sau nó. Vì vậy, hãy cảm thấy thoải mái và tự do để chia sẻ video này với những người bạn thân thiết của bạn và xem xét về việc like video, đăng ký kênh của chúng tôi. Điều này sẽ giúp thuật toán của YouTube và chia sẻ video này đến với một số lượng người tối đa cần phải biết đến thông điệp này. Tại Mỹ, có một nghiên cứu và cho ra kết quả rằng có một lượng tìm kiếm tăng đến 1.000%. Họ tìm kiếm đến nơi có thể xem được nhật thực. Trung bình một khu vực cụ thể có thể trải qua một nhật thực toàn phần, đó là 365 ngày mới có một lần. Và sự sắp xếp của các hành tinh là như vậy. Nhật thực toàn phần này nó sẽ ảnh hưởng đến 8 tháng sắp tới của bạn. Tất cả thì đều phụ thuộc vào cách mà bạn hòa nhập vào ngày nhật thực toàn phần này. Nếu như bạn hòa nhập vào ngày nhật thực toàn phần này với một dao động năng lượng thấp, thì 7 đến 8 tháng tiếp theo có thể là bạn sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp cận với nhật thực toàn phần này với một sự tích cực và tinh thần năng lượng cao, bạn có thể sẽ mong đợi một năm tuyệt vời về sức khỏe, giàu có và thành công. Có một niềm tin phổ biến rằng những hiện tượng như là nhật thực toàn phần này thì mang lại rủi ro hoặc là sự tiêu cực. Thế nhưng mà trên thực tế thì hoàn toàn không phải là như vậy. Trong những sự kiện như là nhật thực, chúng ta chỉ nhận ra được là năng lượng được khuếch đại từ vũ trụ. Nó giúp chúng ta tạo ra và nâng cao những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Đó mới là thứ hình thành nên thực tế của chúng ta. Nếu như bạn tin rằng điều gì đó xấu xảy ra, thì nó sẽ xảy ra. Và nếu như bạn tin rằng sẽ có một điều gì đó tốt đẹp xảy ra, và rồi nó cũng sẽ xảy ra. Vũ trụ không gửi năng lượng tiêu cực đến với chúng ta, mà thay vào đó, đó là quan điểm của chúng ta. Nó được ảnh hưởng bởi những gì mà chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm. Nó làm lên hình thành thực tế cuộc sống của chúng ta. Vậy thì bằng cách là tận dụng được năng lượng sáng tạo tăng cường của một nhật thực toàn phần, chúng ta có sức mạnh để mang lại kết quả tích cực và tiêu cực thông qua suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nếu như bạn duy trì được một trạng thái ở tần số dao động cao, bạn sẽ nhận được một kết quả tần số dao động cao được tăng cường vào trong thực tế đời sống của bạn. Và tương tự như vậy, nếu như bạn ở trong một trạng thái tần số dao động thấp, bạn sẽ nhận được kết quả với tần số dao động thấp vào thực tế vật lý của bạn mà bạn đã được tăng cường. Và dưới đây là 5 điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Bạn cần tránh 5 điều này khi tiếp cận vào ngày nhật thực toàn phần. Điều đầu tiên, đó là nghe những bài nhạc buồn nhắc đến một ai đó. Trong ngày nhật thực toàn phần, năng lượng của vũ trụ được tăng cường và mọi thứ, bao gồm cả là tần số dao động của chúng ta cũng sẽ được tăng cường. Điều này có nghĩa là cả tần số dao động của chúng ta, ví dụ như là cảm giác yêu thương, niềm vui, tích cực và tần số dao động thấp của chúng ta, ví dụ như là sự buồn bã, nỗi sợ hãi hay là sự tiêu cực, nó đều được tăng cường trong khoảng thời gian này. Và khi mà âm nhạc có thể là một hình thức biểu đạt và giải tỏa năng lượng mạnh mẽ, việc bạn lắng nghe những bài hát buồn liên tục, nó nhắc bạn gợi nhớ đến một ai đó từ trong quá khứ của bạn, nó có thể sẽ làm giảm tần số dao động của bạn. Và khi bạn nghe những bài nhạc buồn này nhắc chúng ta đến với một ai đó, hoặc là gợi lên cho bạn những ký ức về quá khứ, đặc biệt là vào ngày nhật thực toàn phần này, điều đó có thể sẽ làm giảm tần số dao động của chúng ta đi rất nhiều. Các năng lượng tăng cường của nhật thực toàn phần có thể làm tăng cường cảm xúc được kích thích bởi những bài hát này. Nó làm sâu thêm cảm giác buồn bã, khao khát quay trở lại với quá khứ, hoặc là nỗi buồn về quê hương hoặc là một ai đó. Vậy nên, hãy cho tôi biết là bạn có từng trải qua cảm giác này hay không? Hãy cho tôi biết ở dưới phần bình luận. Và nếu như bạn đang thực hiện những điều này hàng ngày, khi mà chúng ta đắm chìm trong những cảm xúc này, đặc biệt là trong một sự kiện vũ trụ mạnh mẽ như là nhật thực toàn phần này, nó có thể làm cho bạn bị giảm tần số dao động tổng thể của chúng ta đi rất nhiều. Thêm nữa, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng ta trong việc khai thác năng lượng biến đổi của nhật thực
để phát triển tích cực và thể hiện. Thay vào đó, hãy xem xét khám phá nhiều về những thể loại âm nhạc khác nhau. Nó làm cho bạn có một sự phấn chấn, có một sự phấn khích và truyền cảm hứng tích cực về những tư duy tích cực và quyền năng tham gia vào những hoạt động mang lại cho bạn niềm vui. Và hãy cho phép là bạn tạo ra được những kỷ niệm mới, thay vì là bạn cứ dành thời gian để lạc bước vào trong quá khứ qua những bản nhạc buồn. Bằng cách là chủ động lựa chọn nhạc, làm tăng tâm trạng và năng lượng của bạn, bạn có thể làm tăng tần số dao động của mình và nuôi dưỡng một cảm giác tinh thần tích cực hơn. Điều số 2, đó là lướt qua mạng xã hội như là Instagram, TikTok hay là Facebook. Ở các nền tảng truyền thông xã hội thường chứa đựng một sự kết hợp của những nội dung tích cực và cả tiêu cực. Và trong khi thời điểm của nhật thực toàn phần diễn ra, các năng lượng được tăng cường, nó có thể làm tăng cường cả tác động cảm xúc của nội dung mà chúng ta gặp phải. Vậy nếu như mà chúng ta gặp phải những bài đăng tiêu cực hoặc là làm đau lòng, ví dụ như là những tin tức về thảm họa, xung đột, thì năng lượng sẽ được tăng cường của nhật thực toàn phần này, nó có thể làm phóng đại phản ứng cảm xúc của chúng ta, dẫn đến những cảm giác như là buồn, sợ hãi hay là lo âu. Mạng xã hội có thể là một nơi sinh sôi nên sự ganh ghét và so sánh. Đặc biệt là khi mà chúng ta nhìn thấy phiên bản đã được có một sự sắp xếp về cuộc sống của một người khác. Trong khi trong nhật thực toàn phần, cảm xúc của chúng ta được tăng cường, nó khiến cho chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi cảm giác mà bạn đang không có đủ, hoặc là cảm giác bạn ghen tị với một ai đó khi bạn so sánh bản thân mình với người khác. Điều này có thể làm giảm tần số dao động của chúng ta đi rất nhiều và làm mất năng lượng của chính chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ và trải qua những cảm xúc, những suy nghĩ của sự tiêu cực này, việc chiếm dụng thời gian quá mức trên mạng xã hội, nó có thể dẫn đến một sự mệt mỏi về mặt vật lý và tinh thần. Nó góp phần vào việc làm giảm mức năng lượng và tần số dao động của bạn. Ngoài ra, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình, nó có thể làm phá vỡ đi mô hình giấc ngủ và luồng năng lượng này, nó làm tăng thêm cảm giác của sự mệt mỏi và ê oái. Đặc biệt là trong một sự kiện vũ trụ mạnh mẽ như là nhật thực mặt trời toàn phần này. Điều thứ ba, tránh tham gia vào những lời đồn tiêu cực hoặc là tranh luận trên mạng xã hội. Khi mà chúng ta tham gia vào những lời đồn hay là những lời nói tiêu cực, hay là những cuộc tranh luận về chính trị ở trên mạng xã hội, chúng ta đang đóng góp vào việc lan truyền sự tiêu cực và mất hòa khí trong nhật thực toàn phần. Đối với trạng thái này, năng lượng tiêu cực này nó có thể trở nên tăng cường hơn, dẫn đến sự căng thẳng, gia tăng xung đột và những cảm xúc căng thẳng khi bạn tham gia vào những lời đồn nhảm này. Những lời nói tiêu cực hay là những cuộc tranh luận này nó có ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của chúng ta. Thực tế là không phụ thuộc vào việc là nó diễn ra trong nhật thực toàn phần hay không. Tuy nhiên, trong một nhật thực toàn phần như thế này, năng lượng được tăng cường, nó có thể làm cho chúng ta nhạy cảm hơn về mặt cảm xúc với những tương tác này. Vậy thì những hậu quả của việc là bạn có những bình luận tiêu cực, tranh cãi hay đối đầu ở trên mạng xã hội, nó có thể gây ra cảm giác của sự giận dữ, sự thất vọng, buồn bã hoặc là lo lắng, rồi từ đó sẽ làm giảm tần suất dao động của chúng ta đi rất nhiều. Trong thời gian của nhật thực toàn phần là thời gian mạnh mẽ để bạn tự ngẫm, nội tâm và trưởng thành ở phần tinh thần. Khi bạn tham gia vào những lời đồn nhảm hoặc là những xung đột ở trên mạng xã hội, nó có thể làm cho bạn như là bị phân tâm hay là kéo chúng ta ra khỏi cuộc hành trình bên trong này. Thay vì việc là chúng ta tập trung vào sự tự nhận thức và sự biến đổi cá nhân, chúng ta lại có thể thấy mình đang bị cuốn vào trong những cuộc tranh luận mà hời hợt hoặc là những tương tác tiêu cực ở trên mạng xã hội. Nó làm cản trở đi khả năng hòa hợp với các năng lượng biến đổi của nhật thực. Đối với những bình luận tiêu cực, những lời phỉ báng hay là những sự tấn công cá nhân ở trên trực tuyến, nó có thể kích hoạt cảm giác giận dữ, sự thất vọng, sự oán giận hoặc buồn bã. Nó làm giảm tần số dao động của chúng ta. Việc bạn nuối tiếc hoặc là giữ một mối hận thù ở trong lòng khi mà chúng ta giữ những cảm xúc tiêu cực như là sự giận dữ này, chua chát hay đau khổ, thì chúng sẽ trở nên tăng cường trong suốt khoảng thời gian nhật thực diễn ra. Nó làm tăng cường về mặt tình cảm của chúng ta. Và những cảm xúc như vậy, nó làm giảm năng lượng của chúng ta đi rất nhiều. Và vì thế chúng ta thu hút vào cuộc sống của mình là những vật chất, là những kết quả với tần số dao động thấp vào thế giới vật lý của chúng ta.
Những ảnh hưởng của việc tiếc nuối này hoặc là giữ những mối hận thù, nó mở ra không chỉ là giới hạn ở mặt tình cảm, mà nó có thể tạo ra một rào cản lớn cho sự phản chiếu và sự phát triển cá nhân. Đó là những phần thiết yếu của năng lượng biến đổi của một nhiệt thực toàn phần toàn bộ. Vậy thì thay vì cho phép bản thân có những sự gánh nặng với những nặng nề này, thì quan trọng là bạn phải thực hành sự tha thứ và buông bỏ, rồi sự tự kiểm soát về những sự nuối tiếc, cho phép năng lượng biến đổi của nhiệt thực này tuôn chảy một cách tự do qua chúng ta. Về mặt cơ bản thì việc nuối tiếc hay là giữ mối hận thù ở trong thời gian của nhiệt thực toàn phần, nó có thể làm giảm đi tần số dao động của chúng ta đáng kể. Nó làm cản trở đi khả năng tham gia hoàn toàn vào những năng lượng thiên hà đang chơi một trò chơi này. Vậy thì bằng cách là bạn tha thứ và chấp nhận sự tự chữa lành và biến đổi, chúng ta có thể nâng cao được trạng thái dao động của mình. Và bên cạnh đó, cùng với việc là điều chỉnh bản thân mình gần hơn với tiềm năng biến đổi của nhiệt thực, việc này sẽ thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tiến hóa tinh thần. Điều thứ năm, việc chúng ta cần làm đó là tránh suy nghĩ quá nhiều và quá chú trọng vào vật chất. Khi chúng ta tham gia vào những hành vi như là tầm quan trọng của vật chất quá mức hay là suy nghĩ quá nhiều về những lý do tại sao mà các nguyên tắc của chúng ta lại không trở thành hiện thực, điều này đang khiến chúng ta đóng góp vào việc làm giảm đi tần số dao động của chúng ta, mà hơn nữa là ở trong giai đoạn nhạy cảm của năng lượng đang tăng cao này. Việc mà chúng ta quan tâm quá nhiều đến vật chất bao gồm việc là bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào tài sản vật chất hay là sự công nhận từ thế giới bên ngoài. Điều này có thể dẫn đến những cảm giác như là sự trống rỗng, sự bất mãn, sự mất kết nối với bản thân thực sự ở bên trong chúng ta. Trong khoảng thời gian của nhiệt thực toàn phần, năng lượng được tăng cường, nó có thể làm tăng thêm những cảm giác này. Nó khiến chúng ta trở nên sâu sắc hơn trong việc theo đuổi sự giàu có vật chất và thành công hời hợt. Sự tập trung vào việc công nhận từ thế giới bên ngoài, nó có thể tạo ra một rào cản giữa chúng ta và những tần số dao động cao hơn của tình yêu. Ví dụ như là lòng biết ơn và sự phong phú cần thiết cho sự hiện hữu. Ngoài ra thì việc mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều vì lý do tại sao mà những điều chúng ta mong muốn lại mãi chưa trở thành hiện thực, điều này có thể làm giảm thêm tần số dao động của chúng ta trong kỳ nhật thực này. Và khi mà chúng ta phân tích và nghiên cứu một cách quá mức về những khao khát của mình, chúng ta vô tình củng cố thêm cảm giác của sự thiếu hụt, sự nghi ngờ và cả là sự không xứng đáng. Tư duy tiêu cực này, nó tạo ra cho chúng ta một sự không cân đối giữa tần số dao động năng lượng của chúng ta và tần số dao động của hiện thực mà chúng ta mong muốn, khiến cho việc mà hiện thực hóa ý định của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Vậy thì để đối phó được với những xu hướng này và nâng cao được tần số dao động của chúng ta trong kỳ nhật thực này, việc thực hành lòng biết ơn là một điều vô cùng quan trọng. Như chúng ta vẫn biết, lòng biết ơn là một trong những công cụ mạnh mẽ để chuyển sự tập trung của chúng ta từ sự khan hiếm sang với sự phong phú và giàu có, từ sự thiếu hụt sang với sự thịnh vượng. Vậy thì bằng cách bạn nuôi dưỡng một thái độ biết ơn, chúng ta cùng nhau điều chỉnh về bản thân mình với những tần số dao động cao hơn của sự biết ơn, của niềm vui, sự hài lòng. Và những điều này là thúc đẩy cho sự hiện hữu sẽ diễn ra nhanh hơn. Việc chúng ta thực hành lòng biết ơn là về việc chúng ta nhận thức và đánh giá cao về những phước lành và sự phong phú đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất hoặc là có vẻ như là nó không quan trọng. Vậy thì bằng cách là bạn di dời sự chú ý của mình từ những điều chúng ta đang thiếu hụt sang với những điều mà chúng ta đang có, chúng ta đang góp phần vào việc nâng cao tần số dao động của mình và tạo ra một môi trường màu mỡ cho sự hiện hữu. Tóm lại thì nhật thực toàn phần, nó mang lại cho chúng ta những cơ hội mạnh mẽ để tự ngẫm, tự phát triển và biến đổi. Bằng cách tránh ra những hành vi tiêu cực, ví dụ như là nghi ngờ bản thân, xung đột hay có những quyết định vội vã, rồi cả sự thái quá và việc tránh xa tâm linh, chúng ta có thể điều chỉnh bản thân với những năng lượng tần số cao của nhật thực toàn phần và đồng thời bạn có thể tận dụng được tiềm năng của nó cho sự thay đổi tích cực. Chúng ta cùng nhau hãy điều hướng qua mùa nhật thực này với một tình yêu thương và sự hiểu biết, ôm trọn lấy sức mạnh biến đổi của vũ trụ khi mà chúng ta đang cố gắng cho sự phát triển cá nhân và tiến hóa tập thể. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong video ngày hôm nay. Nếu như bạn chưa đăng ký kênh
thì hãy làm điều đó để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào sắp tới của chúng tôi. Cũng đừng quên là nhấn nút like video, chia sẻ nó với những người thân yêu để cho thông điệp này có thể đến với vô số người, những người mà họ cần nhìn thấy nó. Và chúng tôi thì hiện tại đang xây dựng thêm một kênh mới có tên là kênh Tôi Luyện, chia sẻ về những câu nói, về những bài học của những người đã đi trước và rồi để lại cho chúng ta về những tinh hoa và những giá trị còn lại đến tận ngày nay vẫn còn đang áp dụng. Nếu bạn thực sự yêu thích về những điều này, hãy tìm hiểu về kênh Tôi Luyện, bấm nút đăng ký kênh và lắng nghe những thông điệp mà chúng tôi chia sẻ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.